Hello, xin chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương. Trong video ngày hôm nay, em lại mới về được một mẫu xe lên sóng luôn cho anh em có thể cập nhật được. Đây là mẫu xe Porsche Cayenne được sản xuất năm 2007, nhà em vừa về. Con này năm 2007 thì chủ nhân phải bỏ ra 5 đến 6 tỷ để có thể sở hữu được em nó. Nhưng mà bây giờ thì các bác chỉ cần bỏ ra số tiền là 435 triệu đồng thôi. Đấy là anh em có thể sở hữu ngay được một mẫu xe sang đến từ thương hiệu của Porsche. Đấy, một cái dòng xe thương hiệu chuyên thiết kế ra để dành cho những hãng xe siêu xe anh em ạ. Xe để đi đua đấy. Đấy thì cái dòng Porsche này cũng vậy. Đến bây giờ là một chiếc xe khá là nhiều năm tuổi, có thể nói là cực già rồi. Đấy, nhưng mà ngồi lên con này chạy thì không khác gì ngồi lên một chiếc xe đua luôn. Máy 4.8 anh em nhé, ngồi chung mâm động cơ với những cái dòng xe siêu sang ở trên thế giới anh em ạ. Đó, thì con này anh em nào mà chúng ta kiểu như là những anh em mà đã từng đi nhiều xe rồi đấy, đã phải mất khá nhiều tiền về bảo trì bảo dưỡng xe, mà anh em bây giờ muốn quay trở lại chơi với cái dòng xe sang đời sâu này thì anh em có thể hướng tới cái dòng Porsche này. Đây là một dòng xe đi cực nành luôn, nếu mà cùng đời và cùng là những dòng xe sang mà nhiều tiền ngày xưa thì có lẽ rằng Porsche vẫn là một trong cái thương hiệu mà em khẳng định với anh em là dễ bảo trì bảo dưỡng và dễ nuôi, phụ tùng dễ mua. Đó. Đấy, dòng này thì nhìn khá là hầm hố, cái nét đẹp của đuôi xe các bác nhìn này, nó có những cái rơ móc của cổ vô thiết kế cũng không phải là tròn mà cũng chẳng phải vuông này. Đấy, cổ vô thiết kế kiểu dạng bộ dục. Có cả cái rơ móc để kéo những chiếc xe khác như là để kéo phi thuyền này, xe để đi nước ấy. Đấy, và để kéo những dòng xe khác nữa mỗi khi xa lề lộ. Dòng này thì dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nó là hai cầu. Và dòng Porsche này là gầm của nó cũng cao phết anh em ạ. Đấy, và form dáng của nó thực sự là đẹp nhất về phần đầu xe cũng như là cái phần bề ngang của xe Porsche này. Nó khá là ấn tượng. Đấy, với mức giá là 435 triệu đồng là một mức giá vô cùng hợp lý để có thể sở hữu được em nó. Và đặc biệt là con này rất đẹp anh em nhé. Đây, nó đẹp như thế nào thì mời anh em cùng ngắm qua về nội thất của em nó. Con này là nội thất là nguyên bản. Đấy, từ năm 2007 đến giờ nội thất là nguyên zin, nội thất màu kem. Ở đây nó đang bị, em đang bị vỡ một cái miếng nhựa sau này thì em đang cho xử lý lại nhé. Đây miếng nhựa đây. Đấy, một tí thôi. Xe rất là đẹp này các bác này. Ghế da nội thứ là ghế da zin. Đấy, bác nào đang tìm dòng Porsche mà đúng là kiểu như anh em mà đang kỹ tính, là những người kỹ tính ấy, thì các bác bỏ lỡ qua con này nó quá lãng phí luôn. Bởi vì con này nó là thuộc dạng là đẹp, đẹp thực sự luôn đấy. Đây là cái đồ của xe này. Đấy, vẫn còn nguyên ghế da mọi thứ này, ghế da này đẹp chưa anh em, ghế da xịn từ năm 2007 giờ nhé. Đấy, và có cả cửa số lóc này, nội thất toàn bộ màu kem hết. Vô lăng thì được bọc cả ni lông bóc, được bọc ni lông từ đầu luôn, rất là mới. Đồng hồ này chia những cái vòng rất là đẹp, có 435 triệu đồng, thực sự đi con này nó là siêu phẩm luôn, đi rất là sướng, đạp ga thực sự là không có một cái cảm giác gì gọi là bị trì trệ hay là bị yếu hay là bị nì cả. Đạp ga phát nó dính lưng ngay, rất là bốc. Đó, dòng này thì thực ra là không có nhiều để bán đâu anh em ạ. Một năm thì cũng chỉ xác định là mua được vài con thôi. Đó. À, con này của em thì là cốp điện nhé. Bản 4.8. Cốp điện. Đây, đồ đạc bên trong xe đầy đủ hết, từ cái tấm chắn ở trên này này và lốp sô cua dự phòng kích kiếc, rồi là những cái ốp chống ốc chống trộm, mọi thứ là đều đầy đủ hết nhá anh em. Chất chưa? 435 triệu thôi anh em ạ. Đi con này thì nó là đẳng cấp, na răng nguyên bản, một dàn ốp thì còn tương đối là dày. Ghế da mọi thứ đẹp chưa? Đang bị vỡ cái nhựa này, bọn em sẽ cho xử lý lại nhá. Đây ghế da này. Nói thực sự là rất đẹp. Đây táp ly đây. Những cái chất thiết kế ở bên trong nội thất của nó các bác nhìn, nó lồi đồng cối đá thực sự luôn. Lồi đồng cối đá phá không hỏng. Ghế da thực sự đẹp. Quá đẹp cho một cuộc tình. Một siêu phẩm. Đi những dòng này thì thực ra nếu anh em không có nhu cầu đi lại quá nhiều hàng ngày, một chiếc xe là để phục vụ riêng cho vấn đề đi chơi, đi giấc, đi những cái công việc mà chúng ta cần sử dụng đến hình ảnh một chút, thì đi cái dòng này nó vẫn rất chi là ok anh em ạ. Đi vẫn rất là uy tín luôn.
và đã đi những cái dòng Porsche, đặc biệt là máy 4.8 này rồi, thì em nghĩ là nếu như anh em năn tăn với cái vấn đề sang cộ thì sẽ không chơi được. Còn đâu là xác định chơi những dòng này phải là những người gọi là không quan trọng về vấn đề sang cộ cơ. Đi thì nó là bao sướng. Và đi quen những cái dòng Porsche, những dòng chấm to này rồi nhảy sang những dòng chấm bé là gần như là không muốn đi nữa các bạn. Đi nó sẽ ì ạch lắm. Máy con này thì nó là suốt con nhà bà sắc luôn anh em ạ. Máy nó là máy zin. Nó cũng không thể tránh, nó không được giống như những xe mới 100%, nhưng mà về đại loại là máy zin. Nó cũng có sẽ có những chi tiết nó hao mòn theo thời gian này, đều phải bảo dưỡng và thay thế làm lại, nhưng mà về động cơ của con này là hoàn toàn là chưa bị nhấc ra và làm lại đại tu động cơ đâu anh em nhá. Máy rất là tròn tiếng này. Mà rất là chắc tiếng. Cái phần khoang máy này bọn em còn phải spa nữa cho đẹp hơn. Đó, và một lần nữa thì bác nào mà đang quan tâm đến chiếc Porsche Cayenne đời 2007 này của em thì các bác hãy nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại là 0852 555 555 và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết. Và anh em nào chúng ta có xe mà chúng ta có nhu cầu muốn trao đổi thì cũng có thể liên hệ với em để chúng ta cùng tính bài toán trao đổi nhé. Đấy, con này nhấn mạnh lại với các bác là xe về sẵn đi thôi. Từ đèn đó mọi thứ là còn vẫn rất chìa nét. Máy nổ rồi đây, đứng ở ngoài máy đang nổ và không nghe tiếng gì cả. Nó có tất cả những chi tiết đồ đạc theo xe này, nẹp mạng chrome mọi thứ này. Nó là nguyên bản hết nhá. Được chưa? Sơn xi thì căng đét rồi. Cả xe không có va chạm đâm đụng gì cả. Cho nên cái phần form của xe chúng ta nhìn thấy là nó cực kỳ là căng luôn anh em ạ. Đó, bác nào quan tâm chiếc xe này thì alo cho em nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cả bên em. Xin chào, cảm ơn.